tin là chị chính thức đóng cửa công ty Beauty Phoenix của chị. Cho nên qua đây để phỏng vấn chị đây. Thứ nhất là chị có thể cho biết lý do tại sao chị đóng cửa công ty mà chị yêu thích. Và thứ hai là cảm giác của chị như thế nào khi chị đóng cửa đó. Reporter khoa học và thị trường Bắc Tinh rất là mau ha. Cảm ơn em. Thì ngày hôm nay là ngày July 4, ngày Independence Day của Mỹ. Cũng là một ngày dấu ấn, rất là dấu ấn với chị Phượng, bởi vì chị Phượng chính thức đã đóng cửa cái công ty của mình, một cái nơi mà Phượng rất yêu thích và làm việc trong suốt 15 năm qua. Bởi vì không có lý do gì để mà phải chần chừ, cũng không có lý do gì để mà nuối tiếc. Trong suốt 3 năm qua khi Phượng tham gia vào trong công ty Nu Skin thì Phượng đã tìm được cho mình những cái điều mà mình mong ước, mơ ước bấy lâu. Đó là được một cái nguồn tài chính ổn định, được tự do về thời gian, cũng giống như được có một cái sức khỏe được hoàn mỹ và có một cái sắc vóc khá coi được. Cho nên là đó là lý do mà ngày hôm nay chị Phượng quyết định đóng cửa các business của mình trong cái công ty của mình để mà chính thức được toàn tâm toàn sức được làm việc với công ty Nu Skin. Bởi vì ở trong cái công việc Nu Skin nó cho mình được một tương lai rất là sáng lạn, được cho mình những cái ước mơ mà trong cái kinh doanh truyền thống, cái công ty này của Phượng trong 15 năm qua đã không cho được Phượng. Và cái sản phẩm của công ty Nu Skin phải nói là có một cái dấu ấn rất lớn đối với Phượng, bởi vì nó đã giúp cho cái sức khỏe của Phượng được upgrade, được cao hơn và cũng giống như khỏe mạnh hơn. Chính cái đó Phượng cũng muốn một tâm cùng với tất cả các anh chị em dùng cái dòng sản phẩm này đi để chia sẻ, để có thể giúp ích được nhiều người. Và đồng thời mình cũng cho nhiều người được cái cơ hội giống y như mình, được hạnh phúc giống như mình, được khỏe như mình, được trẻ đẹp giống như mình, và được tự do, được đi khắp nơi và được làm những việc mình yêu thích. Như vậy có đủ chưa thưa Trinh? Cảm ơn chị, quá tuyệt vời. Và có thêm tiền bạc nữa phải không chị? Đúng rồi, bởi vì tiền không là tất cả, nhưng có tiền thì chúng ta sẽ làm được nhiều thứ. Chị cũng khá khéo ha. Hôm nay là ngày July 4, có nghĩa là ngày độc lập. Và chị cũng lựa ngày này để chị tự độc lập cho chính chị. Yes, you got it baby. Từ đây là chị Phượng sẽ chính thức được tự do, được independent, được tự do đi khắp nơi, được tự do làm những chuyện mình yêu thích, và được tự do về tài chính, tự do về thời gian. Và đó là cái ước mơ mà chính khi Phượng đặt chân đến bên Mỹ cũng muốn tìm được những điều đó, xứ thiên đường mà đã tìm lầm lũi trong suốt 15 năm qua không có được. Và tới ngày hôm nay cho tới 3 năm qua Phượng đã tìm được, đó là niềm mơ ước. Cảm ơn em. Cảm ơn chị đã chia sẻ cho mọi người về công việc của mình. Thật là quá tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn mừng ngày July 4, and mình sẽ ăn mừng ngày We Got Independent. Đây, ok, cảm ơn chị.